Chào các cháu nhá. Bây giờ cùng với ông đi nhặt cái rau ông hái rồi để nấu cơm trưa nhá. Lá này tao phải để riêng, tao bỏ đấy, bỏ như thế này ăn nó không ráp. Bây giờ mà hái về mà người ta mà cần phải là như là ăn không ráp. Giờ bí thì nó tốt để người xào với người tỏi. Rau nhiều hơn thịt cá thì không nhớ, nhưng cái rau này ta cứ cho vào. Bây giờ tuổi già thì không con mỡ mấy, nên ta chủ yếu là thảo những các cái ai gì ngon nhưng mà chưa không ngon lắm. Bây giờ nếu mà ta để mà ăn cái mỡ nhiều không tốt.
nhặt thật đi. Sau khi được cái lá này tao bỏ nó phải rác.
Xong vừa rồi là ông cũng giới thiệu với cháu là ông nhặt cái rau bí này nhá, để làm bữa trưa nhá. Đấy, cũng là bây giờ khuyến cáo là cũng ăn thịt ít, đấy, ăn rau nhiều. Bây giờ tuổi già thì cũng không ăn rau nhiều để cho nó gìn giữ cái sức khỏe. Đấy, cũng vừa như là nhặt rau để làm bữa trưa nhá. Cháu thấy hay cái thích thì bấm đăng ký cho anh nhá. Xin chào các cháu nhá. Chúc các cháu hạnh phúc nhá. Cái rau bí phải làm này, cái xong phải xào với tỏi là ăn rất tốt cho sức khỏe. Đấy. Xin chào các cháu nhá.